Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh Cơ khí Đức Tùng. Nay em có về được cặp tủ. Đấy thì em quay cho các bác xem. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em 0938 312 207. Đây địa chỉ trên công ty các bác nhá, Đức Tùng nhá. Thì giờ em sẽ soi và đo kích thước cho bác xem luôn. Rồi máy khoan máy khước có về thêm một số nữa thì em sẽ quay cho bác luôn. Đây, giờ em sẽ đo này. Chiều dài của nó là 760, 765. Chiều sâu của nó là 70. Chiều sâu 70. Chiều cao của con này 1m, 1,15 ly. Đến 1,15 ly. Con này cũng tương tự luôn nhá. 1m, 1,15 ly luôn. Con này cũng 760 luôn. Con này 7 tấc luôn. Đã, bây giờ em sẽ nội bộ bên trong cho bác xem luôn. Đây, bên trong một ngăn này. Ha. Hai ngăn này. Ba ngăn này. Bốn ngăn này. Năm ngăn này. Ngăn cuối cùng là ngăn lớn nhất. Đó, để chứa đồ dưới. Thì 2, 4, 6 ngăn. Bên này tương tự nhé. Một ngăn này. Hai ngăn này. Ba ngăn này. Bốn ngăn này. Năm ngăn này. 6 ngăn. Đấy thì nội dung là như vậy nhá các bác ha. Đấy bác nào liên hệ em. Tủ đây nhá. Đây, khoan nhỏ các bác ha. Con này 4,5 triệu. Chiều cao 1m. Con Nhật quá ha. 4,5 triệu. Chiều cao 1m, bàn tròn nhá. Con này bàn tròn luôn. Bàn tròn luôn. Con này giá 5 triệu nhá. Đấy, nắp sắt, soi cho bác xem luôn. Nắp sắt bàn tròn giá 5 triệu. Đây, em sẽ đi cận cảnh cho bác xem luôn. Rất là đẹp ha. Đây cái này em chưa có lau chùi trà rửa nhá, để nguyên bản. Đây. Bên này cũng đang định trà rửa đây nhưng mà cũng ngưng lại luôn. Một con 4,5 triệu, con 5 triệu. Bác nào lấy con nào thì lấy nhá. Em cảm ơn các bác nhiều.